Jesus. Hey. Hi, 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 hi. Oh, crackerjack. Well, that is safe. Hello, anh em, và welcome back to my channel, anh em. Cái đồ này rồi, ghét cái đồ này ghê, trong chân này đã thấy thua rồi. Con rat 2. Con rat 2 dám đánh không? Cũng không khỏe đâu anh em ấy, vài nhà khỏe thôi. Rat 2 này dám đánh đấy. Nhà này rat 1 không đánh này, tự tin ghê. Tại nhiều bạn đánh chuỗi thua anh em ấy. Hai bạn đánh chuỗi thua, ba bạn đánh chuỗi thua. Mình cứ tự tin vào sự may mắn của mình sẽ đến rồi em. Phát rôn, có view 2. Hai rat này vứt, hai đa xin chắc vứt một con. Đen lắm thì gặp mấy bạn bạn này. Không đen thì không sao. Dài chuộng lau nhỉ, bạn này nó chuộng lau hơn cả Noman này. What is might? The door to an aim. I'll let my fist do the talk. What is might? The door aim. I'll let my fist the door to another dimension. Ờ, cho vào đi. Ở đấy để bán đa si thì chắc chắn 30 vàng cũng được, nhưng mà mình muốn thắng, mình giữ chuỗi thắng nữa anh em ơi, cho 4 tướng để dễ thắng hơn. Ngon. Ok. Wow. Vera. I'll be seeing you. Hello. Nhưng để thấy con view ở tay nó cũng khá là ngắn à. Tầm bắn nó hơi có vấn đề. Khả năng đánh thú rồi. Bản này chắc là đánh thú ta. Xem Vera đi. Dài sao hay làm rơi đổ nhỉ? Vừa rơi máy quay nữa anh em ơi. May không sao. Rơi sạc. Floor với cả rat thì mình tin rat hơn ấy. Cho rat đồ đi. Floor mình ulti trước này. Ờ, không ulti trước rồi, hai con gần nhau rồi. Floor bên kia là ulti trước nữa. Vì ông đi cân đôi. Chết hại. Búm.
Ui rồi, không được rồi. Em mất chuỗi thắng anh em ơi. Đây rồi. Năng cao là đây rồi đấy. Chú bé John đâu rồi? Chú bé John đâu rồi? Còn 16 chú bé nữa anh em ơi. Đây một chú bé. Đây, bạn này. Ba đồ bây giờ hơi sớm nhỉ? Ba đồ bây giờ hơi sớm. Thế này một chút đi. Yon già. Sẽ đánh Yon với già với cả Chanel thì cũng được, nhưng mà già sẽ kích được với cả con Vera hơn anh em ơi. Kích được phù thủy. Nhưng mà tùy anh em ơi, em thích chọn già thì anh em cũng có thể chọn. Tức là tùy lựa chọn anh em hết anh em ơi. Không tìm phát nào, trời ơi. Búm, chết hai. Cháy quá, cháy quá. Nhưng mà không tìm được phát nữa rồi. Nhưng mà đánh thường thì chết. Ủm, ok. Đánh thường. Chán không? À, một con thú. Già, già tín hơn. Con Vio cần 2 tiếp đi. Thương bắt đáy. Ôi cái gì đây? Em thấy bạn nào cái gì đây? Sợ vậy. Ok, không sao, không sao. Yon 3 đồ này cũng chơi được nhá, không phải yếu đâu. Chỉ lên một Yon 2 thôi. Phần nó uy tín thôi. Nhưng bây giờ đang Noman 2 khá là khỏe, mình cứ chơi Noman một chút nhé. Noman bây giờ cũng uy tín. Hang floor kìa. Ui Vio ơi. Chuỗi thứ 3 rồi. Bạn này trừ nhiều thế. Alit, có lấy Alit được. Bốn thú giờ hơi sớm. Chút nữa. Chút nữa phải làm bốn thú. Ui, sao anh em lấy nhanh thế? Trời ơi, em sống vội thế. Này hot pick thế à? Ê, sống vội dữ luôn ý. Con hai dự bị đây, làm gì đâu. Không phải nghĩ tí nữa, mấy bạn ấy sẽ bán đi thôi nhỉ. Không phải ai 5 million thế đâu nhỉ. Vio nhiều đá nhất. Đây một bạn nữa ở. Đánh đi. Đây là giữ hai thôi. Noman bỏ luôn hơi hơi rén. Tôi đã bỏ luôn. Yon thử cho nó ba đồ rồi đi xem nó bắn nào. Thú, thứ ra cho thú thì sẽ yên tâm hơn, nhưng mà Noman 2 là tanh sẽ tốt hơn thú. Già cầm cái đồ này ok hơn. Mình Yon chắc luôn ý. Có Yon 2 anh em ơi. Một cái thương đúng không? Vera đi. Không kích được phù thủy. 4 thú à? 1, 2, 3, 4, 4 con thú. Quả floor này cầm đồ cũng tín. Nó có đồ đi. Heo cho nó 2 đồ đi.
Lo gánh. Cá nhân mình thích choi hơn. Nhưng bây giờ mình đang hơi thua nhỉ. Hơi thua này, cầm choi sẽ bị thua hơn so với Vân Trương. Mà trận này nhiều do lắm em ơi, có khi... Ây! Úi dồi ôi, lại còn... Còn có cái cả trường hợp đấy nữa. Cái thai độ khó em ơi. Cái thai độ khó. Ơi tay ơi, ở tay ơi. Sợ thật cái tay mình. Noman chắc đi được rồi, nhưng mà Noman 2 thì chính trông vẫn tím. Ta sau sẽ lên level 8 mình Noman 2 nhé. Eo ơi cái quả đấy. Nói nổi. Không thể nói nổi, con floor này sẽ xuống cân con floor 2 của mình à. Ê không nhiều do lắm đâu. Bạn này không tố à, nguyên tố yon. Đấy chính con yon rồi. Đấy các bạn ấy cứ mua về làm cảnh thôi mà. Có dùng đâu. Đúng không? Cuối cùng vẫn mình dùng thôi. Vì ulti phát đẹp nè. Vì xấu đấy nhá. Già ulti phát đẹp nè. Đẹp nhưng mà cũng không cứu được VOT phát đẹp hơn. Do bị bán John đi đi nữa. Pha sau hết, pha sau mình bán hết Noman đi. Nốt pha. Thế nhỉ? Ui bắn con voi sang năm à. VOT phát đẹp nào. Ok. Giá VOT đẹp nào. Ok cũng tạm được. Ui ăn choáng nó rồi. Sao bạn này cầm yon nhỉ? Bà la lẽ này bạn nào. Nguyên tố mà. Chán thật đấy. Rét này. Did you know that there are 444 ways to skin a man? Mười nho vẫn chơi được. Bạn này sẽ bán đi thôi. Bạn này thì đánh cung thì bạn này không bán này. Này sẽ căng. Nhưng mình nghĩ sẽ vào bạn này. Đấy, ôi. Trận này sinh ra để đánh thú. Một con. Ui, cố lên con Maroc 2 không được. Lights is fleeting. Victory. Humans are so soft and squishy, like bugs. Tạm được, đồ nó hơi kỳ một tí nhưng mà không sao. Ôi,
Sao con Tron nó vẫn ngắm được vào con Malok mình nhỉ? Target gần nhất vào con Malok được. Minion 1 này không cầm đồ được. Cho Vera cầm đồ đi. Ui, biết thể lấy cái choi mà nãy. Hai đồ thủ rồi, bây giờ thêm một cái. Được, tạm được. Đây. Đây, mày quá. Sống được một tí anh em ơi, thôi thoát thở thêm một tí. Lúc này chỉ cần thoát thở thêm một tí thôi. Và 9 máu vẫn còn cơ hội sống anh em ơi, chưa chết được. Mà lúc này chưa có choi mình không dám cho vào giữa nhé. Cho vào giữa là ăn nhiều choáng hơn. Bản giòn vẫn cày quá. Vội. Não nó vội. Khá nhiều floor. Thường toàn đáp ở đáy bên kia thôi. Con này có Vera cả. Tội mình đánh thêm con thên nhỉ. Hai thành đồ rồi, bốn thú rồi, chạy thêm con thên nữa đi. Thêm bao nhiêu con, thên này cầm cái này trông ghê thế. Nhảy. Ui vẫn bổ được, ngoài mày có nó bổ trượt. Trôn đẹp quá, trôn 10 điểm luôn. Sấy ấy, con này chưa thành đồ, quên mất. Đỡ được. Tiền thánh đồ của nó nha em. Ba ba máu. Ê, bà bỏ một con gì đi, bỏ đi lấy thánh đồ cũng không dám bỏ. Hay bỏ đi nhỉ. Nên có Malok nữa. Thôi, Malok 1. Trông nó hèn. Ngon này, trong nhà này trông... Ui, Nakot. Không sao, Nakot này... Con quét kia. Thôi đi rồi anh em ấy. Thằng trận này đi trông thế này đi đấy. Nhảy được 2 phát, 3 phát gì đó. Sao con Phoenix kia trưởng nó lâu thế? Sao... Quả lạ thế nhỉ? Ám 6 thú. Thể thú à? Không lên được anh em ơi, pha sau mình không lên được 9. 54 52. Năm mươi hai vàng à? Ừ, lên được anh em ơi. Lên được 52 vàng lên. Được, lên luôn. Không là không còn ngày mai nữa mà lên đâu. Còn bán đi hai con thú còn đi, không chơi hai con thú. Chi hồn. Luôn anh em ơi. Sống vội. Let my fist do the talking.
Một phong cách tanh không tốt bằng Maloc đâu. Tin tưởng quản này thôi. Mình là món này. Này phải có con cát. Dù nó vẫn bổ thôi nhưng mà phải có con cát. Rác tốn khổ không? Không rác tốn khổ mày quá anh em ơi. Cầm đánh kiếm ấy. Đây. Ôi xổ. Nhưng mà không mua được nốt quả kia. Ra sau nhé. Sau mình sẽ đắp thêm một bạn thú này lên. Không để làm gì nhưng mà đắp được thêm thôi. Và mình thêm hai bạn thú và thay bạn là giá anh nít. Ui choáng quả đẹp thế. Choáng phát đi luôn này. Choáng phát không còn môn tướng luôn kìa. Một sách thánh đau đánh, đánh đau đớn thật. Maloc nhảy phát chết rồi thôi. Chém, tránh thường. Nakot này cũng Nakot thú chứ sao ấy, trông nó khỏe khoắn quá. Nakot 6 thú nữa. Nên là kịp 6 thú nhỉ. Để tìm đâu đâu. Thêm thêm thêm. Cái nghèo nó bám lấy. Không bỏ này mất thành đồ. Cho quét đi thêm một tanh nữa. Một tanh nữa. Giá công ty được ít quá. Quét cái này nộ cầm lặng được các thứ. Cứu. Con Maloc bế được góc này đẹp này. Né được đam kìa. Ok. Vẫn cứu được. Ô, oh, còn phải nhau ra đồ nữa. Ồ, oh, 10 điểm nha. Thế thì 10 điểm nha. Thêm luôn. Thêm 3 đồ luôn. Cho con Maloc. Maloc ứng giữa. Ây vẫn hết tiền, ây vẫn không đủ tiền. Ây chết rồi, chết. Già. Về ra. Thương. Ui dồi ôi. Khổ quá, tôi khổ quá mà. Thôi ăn choáng rồi. Tôi mà quả 6 cung này hơi căng. 6 cung tựa săn quỷ này chắc khó đỡ rồi anh em ơi. Nhưng mà mình có con cát 2, mình có Maloc vẫn nhảy được, may quá. Khổ quá, cái nghèo nó bám lấy. 24 máu có đi luôn đâu. Ê đi luôn là thêm đồ nhá. Eo ơi. Cũng gọi là may anh em ơi. Mặc dù trận này mình đánh lỏ lắm rồi ấy. Ôi trận này để cứu vãn được nữa rồi. Đến những cái trường hợp không thể cứu vãn được nữa rồi. Siêu lỏ. À, lại thêm trang bị. Ê, đừng rồi. Ôi ôi, lỏ quá. Buồn cười quá. Thêm dưới đi. Maloc đứng trên đi. Thêm này, hai cái này là nó bổ luôn này. 10 điểm, cho nó cái truy hồn luôn. Ê, nhầm. Đấy, nó sẽ bổ luôn. Bổ luôn. Một phát bổ luôn, bổ thẳng luôn nhá. Nó một phát vả đi luôn. Cái này sẽ cho
Em nghĩ cho ai nhỉ? Cho con cát chẳng già Vera, Vera đi. Và con von cát sẽ có một đồ, hai đồ, các đồ này cho thêm được. Từ thế thì cho này cho con von cát này, này sẽ cho con thêm, và con thêm sẽ đứng lên trên, nó búp cạnh mana là vẫn đủ mana, nó bổ luôn, bổ luống luôn. Vũ phong tà liềm, liềm cho con cát. Con cát sẽ đi chậm chậm từ dưới lên như một vị thần, không tăng sót tướng không. Ok, bây giờ mình chỉ cần tìm con Yon ba, con đấy nó cũng không không phải không ra được đâu. Hai thương bắt đáy, ô thương xuống đáy, biết kinh kia rồi. Kệ bạn ấy, con này sẽ cho con già. Ok, thêm bổ góc hơi lỏ nhưng mà thôi sao tạm được, mà lốc sẽ nhảy được góc kia. Lúc này trông khỏe quá, khi mày trông khỏe điên. Mà lốc nhảy được một phát không? Ê con cắt hai mà mình còn liềm, mình còn giáp của mệnh nhưng mà không có sách thánh. Chém 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 chém, trông có vẻ hòa cờ, hai bạn này dẫn nhau đi về nước rồi anh em ơi. Bạn này cũng đi rồi. Tốt mấy. Nhưng trận này cũng may, trận này may nhiều cái. Cũng đen nhiều quá. Ê đâu, nhưng mà vậy thôi, mình nên kết thúc rồi. Em thích cái clip này, thấy cái này vui. Thấy clip này hay được. Em thấy clip này vui thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.